Rồi, chào bà con nha. Hôm nay thì bà con có sườn ca 1.500 nè. 22 lưỡi bà con, 22 dao luôn, 22 lưỡi luôn. Xin bìa 22 lưỡi nha. Cốt ben luôn nè con. Hai ben cốt luôn. Bánh còn mới chát bà coi, con này chưa xài nè. Ta để mưa nắng rồi bánh nó còn nguyên dạng luôn nè, chưa nứt luôn nè. Còn câu ghia luôn nè. Bánh còn khá đẹp nè. Bánh này là 612 luôn nha. Bánh bự á, chưa xài luôn nè. 614 bà con, bánh này 614 luôn. Bánh lớn luôn nè. Bánh này 614 luôn, bánh lớn nha. Con này chưa xài nhiêu, bánh vỏ còn mới chát à. Ca 1.500. 22 lưỡi. Xin bìa. Còn khá được nè bà con, xin giận luôn nè. 3 giây còn khá đẹp bà con ơi. Xin giận luôn nè. Con này tại để mưa nắng thôi, mình chưa chùi rửa, rửa đẹp lắm. Xin giận luôn. Cái dòng này nó rẻ bà con, dòng vàng sới cái dòng này là rẻ nhất. Bự mà rẻ. Xin bìa luôn 22 lưỡi luôn. Con nào mua cài sới là ok luôn. Lưỡi nó còn 22 lưỡi nè. Lưỡi còn khá nguyên vẹn luôn mà xin bìa 22 lưỡi luôn nè, quá bự luôn. Con cài sới cho ok luôn. Chục sới là vô tư. Ca 1.500 của cô ta. Con này còn khá nè. Xanh dần nha. Đây, ở trong còn đẹp rồi con. Chưa rửa mà trong còn đẹp nữa nè. Cốt ben hay cốt bánh rồi còn đẹp rồi con ơi. Con này ít xài. Hết 22 lưỡi nè con. 22 dao. Xin bìa luôn. Alo. Đúng rồi. Khoảng 3 ý. Đúng rồi, lỗ là 220 luôn. Không. Đúng rồi, đúng rồi anh. Cốt ben luôn nè con, hai cốt ben lớn luôn nha. Hai ben lớn luôn nè. Hai cốt hai ben luôn. Con vừa chặt sới là vô địch luôn. Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Ca 700, à ca 1.500. 22 lưỡi. Xin bìa. Hai cốt ben. Chảy là ben ga luôn. Dành cho máy từ 15 ngựa cho lên rồi con. Máy này động cơ từ 15 ngựa lên là chạy ngon lành luôn. Gắn động cơ 15 ngựa là vô tư luôn. Bánh bọng rồi còn nguyên vẹn luôn nè. Quá đẹp. Này chưa có giờ chưa rửa lên. Trong nó còn mới ít xài rồi con, để mưa nắng ở ngoài thôi. Ngoài vậy thôi chứ trong vậy ít xài được không? Trong còn đẹp, không để đồ nè. Để mưa nắng thôi. Ốc bát cũng còn trắng thì cũng khá mà. Khó chùi rửa lên đẹp rồi con. Đẹp. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Ca 1.500, 22 lưỡi xin bìa. Hai cúc ben. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707.